Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7 thì cửa hàng của Xuất Đỉnh lại tiếp tục về rất là nhiều những sản phẩm loa bã Nhật phục vụ cho các bác. Hôm nay Xuất Đỉnh giới thiệu cho các bác là một cặp loa cây cột của hãng Onkyo, loa về trong tình trạng là rất là đẹp, hình thức sang trọng. Dòng này là dòng Onkyo D700F. Dòng này là phiên bản đời cao hơn so với những dòng Onkyo D500 và cấu hình của loa thì nó gấu hơn. Nhưng giá tiền thì lại mềm mại. Và đặc biệt là những dòng cây cột này thì nó rất dễ kê bày, hình thức sang trọng. Đấy. Thì bác nào mà đang đam mê về những dòng Onkyo thì đây là những cặp loa rất là chất lượng. Còn ở phía bên trên ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh về là những dòng loa Buxell. Tất nhiên thì mỗi một cái cặp loa cũng như mỗi một cái thương hiệu loa thì đều có cái hay riêng. Chứ không có cái nào là hay nhất hay là dở nhất. Cho nên là khi các bác mua sản phẩm của Xuân Đỉnh hoặc là mua của bất kể một cửa hàng bán âm thanh nào đi chăng nữa thì các bác cứ tức là các bác sẽ theo dõi cái sản phẩm và các bác thích cái nào thì các bác mua. Chứ còn nói về loa thì nó vô cùng và cách phối ghép cũng vậy. Không nhà sản xuất nào người ta sản xuất đại trà ra những cái loa không hay. Đấy, quan trọng nhất là cách phối ghép của mình thôi. Thì trong video ngày hôm nay cửa hàng Xuân Đỉnh giới thiệu chi tiết cho các bác là 4 sản phẩm. Có một chiếc súp điện rất là gấu của hãng Yamaha, hai cặp loa Buxell và một cặp loa cây cột. Tất cả những sản phẩm này thì Xuân Đỉnh đều báo giá công khai cho các bác, cho nên các bác có nhu cầu mua cũng như ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác bớt chút thời gian theo dõi video cũng như xem về hình thức và giá cả, Xuân Đỉnh đều bán công khai luôn. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì các bác ở xa thì các bác cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Hoặc các bác ở gần thì các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại màu xanh ở cửa hàng Xuân Đỉnh thì luôn hiển thị ở trên góc trái màn hình của các bác để các bác tiện theo dõi cũng như dễ gọi điện trực tiếp với Xuân Đỉnh. Bây giờ thì Xuân Đỉnh mời các bác cùng Xuân Đỉnh quay chi tiết về sản phẩm. Sẽ quay cái đắt nhất trong video buổi tối ngày hôm nay, đó là chiếc súp điện. Súp này là súp Yamaha SVK320. Đây là một trong những dòng súp mà được bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam cũng như cái giá thành và những dòng này. Bát kiểu này là bát úp, bát 20 năm, úp gầm ở dưới. Đấy, phím bật tắt nguồn ở phía bên trên, có chỉnh cắt tần volume. Dòng này thì cắt tần xuống rất là sâu, đến tận 40Hz. Đấy, và đây là volume. Dòng này thì phù hợp cho các bác nghe nhạc cũng như hát karaoke gia đình. Và với những cấu hình súp mà bát 2 năm của những dòng Yamaha như thế này thì các bác cứ an tâm rằng chơi rất tốt phòng 30-40m2. Và đây là những cái mà Xuân Đỉnh đã từng trải nghiệm qua cũng như tại sao mà rất thích về những cái dòng súp của hãng Yamaha, nó là như vậy. Giá tiền thì nó cũng không phải là quá cao. Tại thời điểm này nếu như các bác mua về những sản phẩm âm thanh bãi thì đã rất là rẻ. Còn nó giá thị trường về những chiếc súp điện của hãng Yamaha, đây là cái model các bác nhé. Các bác có thể check trên Google để thêm thông tin chi tiết, đó là Yamaha SVK320. Thì giá dao động thị trường thì đang bán tầm khoảng 9 triệu hoặc hơn 9 triệu thì tùy cửa hàng bán. Còn ở cửa hàng Xuân Đỉnh thì bán là một cái giá khác, đó là mình nhập rẻ thì bán rẻ cho các bác. Và hàng thì về trong tình trạng là xuất sắc, không có điểm chê luôn. Vì đây là hàng tuyển chọn lỗ thông hơi. Bát 20 năm, 500 kép 2 tầng, úp đất, đây là phía đằng sau góc cạnh. Đây các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Điện 100V, công suất 85W, đấy, sản xuất tại Malaysia. Nhưng các cái nước sản xuất này thì nó không ảnh hưởng gì về cái chất lượng của sản phẩm. Nên là nhiều những cái sản phẩm thì đời cao, như những sản phẩm mà ra đời từ những sau những năm 1995 trở đi thì nó sẽ sản xuất tại các nước khác nhau, cũng như những thí dụ kể cả là sản xuất tại Việt Nam mình cũng có, hoặc là sản xuất tại China, hoặc là rất là nhiều nước. Nhưng quan trọng nhất là khi làm cho thị trường của Nhật là những thị trường rất là khó tính, cho nên là cái chất lượng đảm bảo luôn các bác là luôn luôn là hàng đầu về chất lượng. Súp Yamaha này thì Xuân Đỉnh bán ra lưu với các bác mức giá là 7.800.000 đồng. Dòng này thì ghép được tất cả các loại âm ni bãi, âm ni tây, âm ni tàu đều ghép được hết, vì súp điện thì không ăn công suất của âm ni. Bát gầm 20 năm. Đấy, dòng này thì có kích thước chiều cao là nó đạt 40 năm, chiều ngang của súp là đạt 35-36 và chiều sâu đạt 40, nó nặng là 18kg các bác nhé. Súp gỗ màu vàng. Dòng này thì các bác để ở góc nhà để nghe nhạc và hát karaoke gia đình rất tuyệt vời, chơi rất tốt phòng 30-40m2. Đảm bảo với các bác là khi nghe những dòng súp của hãng Yamaha thì tất cả những súp tầm tiền hoặc là những dòng súp bát 30 mà các bác hay mua, gọi là súp tàu hay là súp
công ty thì loại bỏ hết. Đấy, những dòng này cái giải trầm nó rất là tốt. Đấy, mức giá thì chỉ có 7,8 triệu tại cửa hàng Xuân Đỉnh. SVK 320, vua của các loại súp mã Nhật. Đấy. Sau bên này thì đó là cặp bookshelf của hãng Kenwood về trong tình trạng rất là xuất sắc. Kenwood này là Kenwood 1001 các bác nhé. Cấu hình của loa thì sử dụng là bát 14 gân cao su màng giấy. Nhưng những dòng này thì nó toàn bộ sử dụng là 5 chấm kép 2 tầng, phân tần gấu, tép đôm. Và loa này thì thiết kế các cái phần cắt góc bò cạnh rất là sắc nét. Đấy. Loa thì không quá cao to, nhưng bề cái loa này rất là đầm và nặng. Và dòng này thì chơi rất tốt phòng 25m2. Và tiếng bát của dòng này thì cực kỳ là người lớn. Tuy rằng cái cấu hình loa thì không quá to. Đấy. Càng cương rất là đẹp, tem mác còn đầy đủ. Đây là Kenwood 1001 các bác nhé. Trở kháng của loa là 8 ohm, công suất là 60W, made in Japan. Cầu loa, lỗ thông 10 phía sau, góc cạnh rất là sắc nét. Và tất cả những cái video thì nói thật với các bác là Xuân Đỉnh quay đây là quay thực tế rồi, chứ không có úp mở gì cả. Xấu và đẹp thì phải quay rõ ràng. Cho nên là các bác cứ an tâm rằng khi đã quay cũng như báo giá cho các bác hàng xấu như thế nào thì Xuân Đỉnh đều nói luôn. Còn để nói những cái cặp loa mà đẹp như này thì các bác cứ xem trong video là sẽ rõ. Nhiều các bác yêu cầu là chụp hình, nhưng khi chụp hình xong thì các bác lại bảo thế để đấy anh tham khảo đã thì có gì báo lại. Thực ra cái đấy thì nó cũng không phải là cái gì nó lăn tăn hay là khó khăn gì cả. Nhưng mà video thì nó là thực tế nhất. Còn khi các bác chụp hình ấy, thì nhiều khi là chụp theo cái kiểu gọi là 360 độ thì cái loa xấu nó cũng thành loa đẹp rồi. Cho nên là các bác xem video nó là thực tế nhất. Đấy. Tuyến loa xuất sắc, chất âm cực kỳ là hay, chơi rất tốt phòng 25m2. Cặp loa bookshelf Kenwood 1001, mức giá cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán là 3.200.000 đồng. Hàng tuyển chọn xuất sắc. Còn cặp xấu hơn thì nó sẽ rẻ hơn, thì tùy theo các bác lựa chọn. Còn Xuân Đỉnh cứ đăng lên cho các bác thì nói rõ là hàng xuất sắc rồi. Kenwood 1001 mức giá là 3.200.000. Sau bên này thì có một cặp đờ lông này thì gọi là rất là da gì và lầy lọ, vì dòng này nó quá đẹp, nhìn nó thiết kế rất là sang trọng. Cấu hình của dòng này thì nó sử dụng là bát 16, gân mút màng giấy, một tép đôm. Dòng này thì nó trang bị cho mình là những cái kiềng vàng để nó đặc trưng nổi trội trên những cái tuyến loa. Loa tép cũng vậy, loa bát cũng vậy, bên trong này cái rốn loa tép cũng thế nhá. Đấy, bát của nó là bát 16, gân mút màng giấy, rốn vải, căng gước này, rất là đẹp. Đấy. Cặp này thì hơi tiếc một chút xíu nữa là khi vận chuyển về họ quang quật làm cho hơi nhăn một chút xíu phía sau. Còn đâu là các cái góc cạnh thì các bác thấy rõ. Vỏ của nó là vỏ gỗ, mà cái màu gỗ của nó thì rất là lịch sự, sang trọng. Đấy. Đây là cặp loa bookshelf của hãng Delong. Model của dòng này là Delong 410. Đấy. Trở kháng 6 ohm, công suất là 150W và maximum 200W một loa. Lỗ tầng 10 phía sau. Cặp này thì có kích thước chiều cao đạt 40, chiều ngang 23 và chiều sâu là 26. Loa thì đẹp xuất sắc, loa đã test hoạt động tốt từ các tuyến loa. Đấy. Cao 40 các bác nhé. Còn cặp Kenwood này thì Xuân Đỉnh vừa quay nhưng chưa kịp nói về kích thước, thì nó có chiều cao là 35, chiều ngang của nó là 23 và chiều sâu của loa là 30. Đấy. Hai cặp loa bookshelf toàn là những dòng chất lượng. Cặp đờ lông này thì Xuân Đỉnh bán được bác mức giá là 3,3 triệu, chênh nhau so với con Ken này là 100.000 đồng, vì nó vận chuyển về hơi móp nhẹ. Đây là một cái lỗi rất là tiếc cho cái cặp loa quá xuất sắc như này. Rất ít khi để về những cặp loa nó đẹp như mới luôn. Đấy. Hàng tuyển chọn. Và những cái dòng này thì nó cũng không về thường xuyên đâu. Thế nên bác nào mà thích những cái cặp loa có vân gỗ màu, màu của nó là cái dòng, cái này là phủ piano bóng. Đấy, nhìn rất là sang trọng. Các bác nhà có đồ gỗ bày những cặp loa nhìn rất là chất. Mức giá chỉ có 3,3 triệu thôi. Delong SC410 các bác nhé. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì cửa hàng Xuân Đỉnh qua cho các bác đó là cặp loa Onkyo D700F. Đây là phiên bản nâng cấp của những dòng Onkyo D500. Thì nó có kích thước cao hơn rất là nhiều. Chiều cao của nó đạt là 74. Đấy, chiều ngang của loa là 25 và chiều sâu của loa là đạt 31. Toàn bộ là kiềng xương nhôm rất là mới, bóng, nguyên lớp mạ chrome. Đấy, một tép đôm. Bát của dòng này là bát 20. Gân của dòng này thì sử dụng là gân mút màng... mà này là màng carbon sợi lưới đan tổng hợp nhá, 5 chấm kép 2 tầng. Đấy. Phía dưới này thì có một cái chỉ vàng kẻ ngang ở phía dưới nên có cái độ nhấn của loa. Cái căng thì nó không thiết kế là kín hẳn và nó chỉ để lửng ở phía bên trên thôi. Đấy. Khi các bác đậy vào thì nó sẽ hở ra cái tên của loa. Đấy. Và đây là căng cước. Căng cước thì còn nguyên zin, nó chỉ sờn nhẹ chút xíu thôi vì căng của những cái dòng loa này nó rất là mỏng. Đấy. Mỏng manh dễ vỡ. Tuyến loa thì rất là chất, góc cạnh thùng rất là đẹp.
Onkyo D700F. Dòng này thì nó là dòng loa vừa vừa tiền thôi, nó không phải là những dòng loa đắt tiền, nhưng chất âm của dòng này rất là hay. Đây là góc cạnh, lỗ thông hơi ở phía đằng sau. Loa này thì nó nặng là 20 cân một chiếc, trở kháng 6 ohm, công suất maximum 180W một loa. Đấy. Nhưng những dòng này thì đấy là công suất chịu tải, còn đâu là các bác phối ghép cho Xuân Đỉnh. Và những dòng Onkyo này thì các bác ghép rất là hay với những dòng âm ly 7.700, 7.900, 6.800 mắc đôi. Hoặc các bác có thể ghép với những dòng 7.800, nếu có điều kiện thì có thể chơi với những dòng cao cấp hơn thì cũng được. Nhưng mà tùy theo cái chất lượng của cặp loa để mình ghép với những chiếc âm ly cho nó phù hợp, chứ không nhất thiết phải sử dụng những cái chiếc âm ly đắt tiền. Đây là chiếc loa còn lại. Tuyến loa thì nói rõ với các bác là xuất sắc, kiềng loa cũng vậy, rất là đẹp, hàng này không có mông má gì cả. Đây là góc cạnh, loa rất là chất. Đấy. Góc cạnh thì tất nhiên thì nó vẫn có chảy xước vì đồ cũ thì không thể tránh khỏi được rồi. Nhưng quan trọng nhất là thùng vẫn còn nguyên zin, lành lặn, hình thức loa chất, căng cước đẹp. Đấy, này này căng. Cặp này thì Xuân Đỉnh giao lưu với các bác mức giá là chỉ có 4.200.000 đồng. Nó rẻ hơn so với cặp Onkyo D500. Và chất lượng thì sẽ đẳng cấp hơn rất là nhiều. Cho nên là bác nào mà đang thích chơi những dòng Onkyo thì đây là những dòng mà các bác nên thẩm âm qua để biết được chất lượng. Dòng này thì chơi đa các thể loại nhạc và tiếng rất là chắc tiếng. Onkyo D700F đấy, mức giá là 4.200.000. Đây là 4 sản phẩm mà Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết cho các bác từ đằng trước ra đằng sau, góc cạnh thùng cũng như là các cái tuyến loa đấy. Chi tiết cũng như giá thì Xuân Đỉnh đều báo công khai cho các bác. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video của Xuân Đỉnh. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.